do cái thời hạn thời gian thì có cũng có hạn do đó tôi xin đề cập đến chủ yếu là về vấn đề điều trị à, đột quỵ thiếu máu não hiện nay à, là gồm cái phương pháp điều trị thiếu khối tĩnh mạch với lại can thiệp mạch và có một cái bệnh án à, minh họa thì trong cái bệnh án này cũng à, trên cái bệnh nhân là cũng có hẹp à, động mạch cảnh à, do đó thì đặt ra cái vấn đề điều trị à, dự phòng ở trên bệnh nhân này như thế nào đó là cái cái nằm trong cái chủ đề của ngày hôm nay À, thì như chúng ta biết đó là đột quỵ thiếu máu não cấp đó là cái sự chết đột ngột của các tế bào trong một cái vùng não do là giảm lưu lượng máu não và do một cái cục huyết khối nó gây ra tắc vậy thì cái vấn đề điều trị nó đặt ra là cái vấn đề tái thông là cái điều trị đặc hiệu nhất à, về các biện pháp điều trị thì quan trọng nhất là, là điều trị là tái thông mạch à, trong cái à, giờ vàng à, sau đó thì là có các điều trị chăm sóc trong giai đoạn cấp à, và các điều trị biến chứng trong đó có vấn đề mở sọ giá áp. À, ngoài ra sau đó là chúng ta phải tiếp tục điều trị phục hồi chức năng và dự phòng thứ phát trong đó à, có cái vấn đề là bóc nội mạc hoặc là đặt stent động mạch cảnh hoặc là động bệnh đốt sống trong những cái trường hợp mà có hẹp động mạch cảnh hoặc động mạch đốt sống để dự phòng thứ phát à, thì về các biện pháp tái thông đó, thì chúng ta đều biết đó là cái có hai cái biện pháp tái thông đó là sử dụng tiêu khối tĩnh mạch và can thiệp nội mạch lấy huyết khối với cái cửa sổ điều trị là 4,5 giờ đối với căn với VTBA tĩnh mạch và can thiệp mà nội mạch lấy huyết khối đó là 6 giờ theo cái khuyến cáo năm 2015. À, tôi xin nhắc lại đây là khuyến cáo năm 2015. À, và cho đến thời điểm này, này cái cửa sổ này là đã được mở rộng ra rất là nhiều. Thì cái cơ sở của điều trị tái thông bằng tĩnh mạch được đặt ra là nhờ cái nghiên cứu từ cái nghiên cứu NI, NI, NINDS năm 95. Và dựa theo cái nghiên cứu này đó thì có thêm 13 bệnh 13 phần trăm bệnh nhân à, có được cái kết cục là chức năng tốt là đưa về cuộc sống hoàn toàn gần như bình thường à, so với là không điều trị tiêu khối đường tĩnh mạch trong thời khoảng thời gian 3 giờ đầu à, để mở rộng cửa sổ là 4 giờ rưỡi thì có cái nghiên cứu ICAS-3. thì trong cái nghiên cứu ICAS-3 này thì có thêm 9,6% bệnh nhân à, sử dụng TBA tỉnh mạch thì đạt được một cái kết cục tốt modify Ranking từ 0 đến 1, tức là đưa về à, cuộc sống bệnh nhân là trở về gần như bình thường. Do đó cái khuyến cáo nằm à, đến khuyến cáo của AHA năm 2019 và gần đây nhất là khuyến cáo của châu Âu vào năm 2021 thì cũng à, đưa cái khuyến cáo sử dụng TBI tĩnh mạch à trong cửa sổ 3 giờ là class 1A và 4 giờ rưỡi là class 2B class 1B và khuyến cáo mạnh. À, để mở rộng cái cửa sổ à, điều trị thì người ta đặt ra vấn đề là có mở rộng cửa sổ à tái thông cho đến à, đi bằng bằng tính tới mạch cho đến 9 giờ hay không. Thì với những à, khi nếu mà chúng ta không có sử dụng những cái biện pháp hình ảnh à các à, những cái kỹ thuật hình ảnh mới thì người ta thấy rằng cái à, sử dụng TBE nếu không sử dụng cái những cái kỹ thuật hình ảnh mới đó thì cho thấy rằng không có lợi ích. À và ngoài ra mà còn tăng cái tỷ lệ xuất huyết à, và cái tỷ lệ tử vong thì nó không thay đổi do đó nếu mà chúng ta không có sử dụng những kỹ thuật hình ảnh mới thì việc à, mở rộng tba tĩnh mạch à, từ bốn giờ rưỡi đến 9 giờ là không được khuyến cáo à, rồi khi mà chúng ta sử dụng những cái à, kỹ thuật hình ảnh mới thì người ta thấy rằng là cái à, tba à, đường tĩnh mạch à, nhà, nếu mà chúng ta sử dụng những cái biện pháp à, kỹ thuật hình ảnh à, thỏa cái cái nghiên cứu uh, tiêu chuẩn của nghiên cứu Estelle tức là có phải có sự bất tương xứng về hình ảnh học à, giữa cái vùng thiếu máu và cái vùng nhồi hoại tử và cái thể tích hoại tử nó dưới 70 thì cho thấy rằng là cái TB tí tĩnh mạch nó vẫn có lợi ích à, cải thiện được cái à, về chức năng tại thời điểm 3 tháng sau khi đột quỵ. À, như vậy thì cái khuyến cáo đó là nếu mà chúng ta có những cái biện pháp hình ảnh À, kỹ thuật hình ảnh học mới đó thì người ta khuyến cáo là sử dụng TB đường tĩnh mạch mở rộng cửa sổ đến 9 giờ nếu mà cái à, cái về mặt hình ảnh nó có cái bất tương xứng giữa cái vùng thiếu à, máu cục bộ so với cái vùng hoại tử và cái tỷ lệ trên 1,2 và cái thể tích hoại tử là dưới 70 à, và ở trên một cái bệnh nhân mà có cửa sổ à, điều trị từ 4 giờ rưỡi đến 9 giờ mà bệnh nhân đó vừa có à, đáp ứng cái thỏa cái điều kiện sử dụng TB đường tĩnh mạch và vừa có thả can thiệp nội mạch à, thì à, một số tác giả thì người ta đấy nói vẫn khuyến cáo rằng là dựa trên đồng thuận rằng là ở những cái cơ sở mà không có à, sẵn can thiệp nội mạch thì người ta vẫn khuyến cáo là sử dụng tb trước và sau đó là chuyển qua can thiệp mạch à, một cái trường hợp à, chúng, chúng, ta có thể à, tái thông bằng tb đường tĩnh mạch mà còn là đó là cái trường hợp là đột quỵ khi thức dậy thì ở trên trường hợp đột quỵ à, khi thức dậy là chúng ta không có xác định rõ thời gian khởi phát. Thì nếu mà, mà bệnh nhân chúng ta được tiếp nhận bệnh nhân trong vòng 4 giờ à, sau 4 tiếng rưỡi đó thì nếu mà có bằng chứng về mức tương xứng giữa à, trên hình ảnh học giữa à diffusion với lại flare trên MRI đó à, thì khuyến cáo là sử dụng TB đường tính mạch. Và đây là cái khuyến cáo này là đưa cho đến nay là năm à, 2021 của châu Âu thì vẫn thống nhất như vậy. Xin tiếp. Là ở mức khuyến tốt, khuyến cáo cao, theo khuyến cáo 2021 của châu Âu. Xin tiếp. Rồi ở một cái bệnh nhân mà đột quỵ khi thức dậy, à, chúng ta không xác định thời điểm khởi phát, mà nếu mà bệnh nhân à, có cái bất tương xứng à, trên MRI, à, giữa à, fusion với flare, mà bệnh nhân đó vừa có À, thỏa cái tiêu thỏa cái tiêu chuẩn mà sử dụng à, can thiệp mạch đó thì người ta à, vẫn khuyến cáo rằng chúng ta có thể sử dụng à, TB trước đặc biệt là ở những cái đơn vị mà không có à, tiêu sơ huyết sẵn à, không có can thiệp mạch sẵn à, với à, là đa số đồng thuận à, từ 6 cho đến 7 người đồng dài cái group chín người đồng thuận xin tiếp À, như chúng ta biết rằng cái cái thái thông đường TBN tí tính mạch nó nó có một cái đặc điểm đó là thực hiện nhanh chóng cái thuận lợi à, thực hiện nhanh chóng và nó có sẵn chúng ta có thể làm thực hiện nhanh à, tuy nhiên cái cửa sổ điều trị nó ngắn hơn và cái hiệu quả nó hạn chế trong các trường hợp tác động mạch lớn ví dụ như đối tác động mạch lớn thì cái hiệu quả nó là khoảng 30 tái thông được khoảng 30% mà thôi do đó xin tiếp À, cái tái thông bằng can thiệp mạch lấy huyết khối được được đặt ra thì có rất là nhiều cái nghiên cứu cho thấy rằng cái lợi ích của can thiệp mạch lấy huyết khối Xin tiếp. so với lại không so với lại là điều trị nội khoa đơn thuần Xin tiếp. À, đối với can thiệp mạch lấy huyết khối đó với cửa sổ 6 giờ đó thì đặt cửa sổ mà tiêu chuẩn đó thì là đối với những cái trường hợp có tác động mạch lớn mà đặc biệt là động mạch cánh trong hoặc là M1 động mạch não giữa có bệnh nhân đã được dùng TBA trước hoặc là có chống chỉ định TBA và mục tiêu tái thông là uh, TC 2 P3 xin thứ chúng ta uh, có mở rộng cửa sổ uh, đối với can thiệp mạch lấy huyết khối hay không thì đối khi nếu mà chúng ta đặt vấn đề là mở cửa sổ đến uh, 16 giờ thì có hai cái nghiên cứu đó là nghiên cứu Don và nghiên cứu D Diffuse thì nếu mà bệnh nhân chúng ta thỏa cái tiêu chuẩn của nghiên cứu Don và nghiên cứu Diffuse 3 thì chúng ta có thể mở rộng cửa sổ can thiệp à, mặt lý khối sao 6 giờ cho đến 16 giờ à, đối với nghiên cứu DON tức là có sự bất tân xứng giữa cái độ nặng, giữa cái huyết trên lâm sàn đó là giữa điểm NIS với lại cái thể tích nhồi máu à, trên à, CT perfusion hoặc là MRI perfusion hoặc là thỏa cái nghiên cứu à, tiêu chuẩn của nghiên cứu ba tức là có sự bất tân xứng về hình ảnh học giữa cái à, vùng à, thiếu máu cục bộ với cái loại hoại tử và cái thể tích của à, nhồi máu tối đa là không quá 70ml tiếp. À, rồi đối với cửa sổ kéo dài đến 24 giờ thì nếu mà cái bệnh nhân của chúng ta có à, thỏa cái tiêu chuẩn của nghiên cứu don à, thì chúng ta có thể mở cửa sổ can thiệp mạch lấy khối cho đến 24 giờ. Xin tiếp. Thì đây là cái quy trình xử trí đột quỵ thiếu máu não cấp. À, cụ thể là tại bệnh viện thống nhất thì ở một cái bệnh nhân thì khi mà vào cấp cứu thì được cấp cứu nhận diện đột quỵ não và được khởi động cái quy trình À, điều trị đột quỵ cấp với chụp CT và CTI, CTA, CTA à, rồi đó sau đó được xem xét TBA tĩnh mạch đồng thời với xem xét can thiệp nội mạch lấy huyết khối. À, thì đây là một cái ca lâm sàng mà bệnh nhân là mới nhập viện từ nhập viện tuần trước xong rồi. À, trong cái mùa covid thì đây là một cái bệnh nhân nam 64 tuổi bốn tiền căn cao huyết rung nhĩ mà cái điều trị kháng đông thì không có rõ tên cái thuốc của bệnh nhân đưa thì không có sử dụng kháng đông và đột quỵ giờ thứ hai. À, lâm sàng thì bệnh nhân à, liệt nửa người bên trái tỉnh NIS 15 điểm. à INA là 1.0. Trên à, trên CT thì không có thấy xuất huyết, aspect là 8 điểm. À, CTA là có tắc M1 bên phải và hẹp khích cái gốc động mạch cảnh trong bên phải. Thì bệnh nhân đã được điều trị TBA tĩnh mạch với cửa sổ à, thời gian cửa kim là 30 phút và sau đó là can thiệp nội mạch lấy khối. À, xin tiếp. Thì đây là cái hình mà có bệnh nhân hẹp cái động mạch cảnh trong bên phải và đây là cái hình mà sau khi can thiệp tái thông lấy khối đoạn M1 bên phải và nông cái chỗ hẹp kích động mạch cảnh trong bên phải xin tiếp thì sau khi đó chụp lại cái hình CT thì thấy có cái vùng nhồi máu vùng nhân bèo và cái vùng giáp ranh giữa động mạch não giữa động mạch não trước cái bên bên phải có hơi xuất huyết ở trong cái vùng nhồi máu một chút thì vấn đề trên đặt ra là bệnh nhân có một cái bệnh lý mạch máu lớn có rung nhĩ vậy thì cái cơ chế đột quỵ tinh của bệnh nhân này là gì có thể là có nhiều nguồn gốc có thể tiên tắc và tự động mạch hoặc là tự tiêm mình cũng không có chắc chắn được là cái, cái yếu tố nào nhưng mà trên cái bệnh nhân này trên cái phim ct mình thấy rằng có cái vùng giáp ranh thì mình nghĩ rằng cái cơ chế của lần này thì có thể là cái động mạch lớn nhưng mà dù sao đi nữa thì trên bệnh nhân có rung nhĩ thì bắt buộc mình phải xài kháng đông À, vậy thì cái điều trị ở chống huyết khối ở trên bệnh nhân này đó là sử dụng kháng đông và đơn kháng tiểu cầu à, đơn kháng tiểu cầu lựa chọn đó là clopidogrel và chúng ta trong cái giai đoạn này chúng ta có thể sử dụng cái kháng đông liều à, liều thấp à, có thể sử dụng kháng đông mới mà liều thấp so với cái liệu tiêu chuẩn à, rồi kết hợp với lại statin liều cao để ổn định cái mảng sơ vữa ngoài ra khi mà à, chúng ta phải điều trị cái à, hạ áp với cái mục tiêu là huyết áp tâm thu dưới 103 và huyết áp tâm trương dưới 80 sau khi bệnh nhân đã được điều trị tái thông cái động mạch cảnh và vấn đề đặt ra trên bệnh nhân là hẹp thích động mạch cảnh trong và chúng ta có à, có chỉ định là đặt à, để tái thông bằng bóc à, nội mạch hoặc là đặt, đặt stent thì cái trường hợp này thì là cũng xin ý kiến các chuyên gia về uh, can thiệp mạch Mà xin hết xin cấp sự chú ý của quý vị